Rồi, xin chào anh em đang xem video của Bob Guppy Channel. Ngày hôm nay thì mình mới về lô cá nhập, thì hy vọng anh em sẽ xem được cái lô này. Tiếp theo đó là anh em ở tỉnh mà muốn mua hàng bên mình á, thì anh em có thể xem lại video ngày 21 tháng 12 giúp mình bằng cách nhấp vào cái tên kênh mình á và kéo xuống video ngày 21 tháng 12 cũng gần đây thôi, cách cỡ 3-4 video gì thôi. Tại vì video ngày 21 tháng 12 mình quay và báo giá một số loại khuyến mãi và quay rất là đầy đủ chi tiết các loại cá. Những video gần đây thì mình sẽ update và cập nhật những loại cá mới về mà thôi. Đó, đặc biệt trên Shopee hiện tại mình có ship có trên Shopee dù chỉ là một cặp. Thì anh em nào mà mới xem kênh mình hay chưa biết thì bên kênh mình có bán trực tiếp tại shop tại số 936 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và ship có luôn. Hiện tại mình chơi lớn là đang ship có trên Shopee. Thì nếu mà anh em nào mà mua hàng được trên Shopee á, thì bên đó sẽ vận chuyển hàng hóa cho các anh em đến nơi giao cá và nhận tiền luôn. Thì trên Shopee thì có một cái khuyết điểm là mình sẽ không bảo hành vận chuyển cho anh em được. Nên anh em là có máu liều hẻ chơi. Mà được cái là mình sẽ chỉ cần ngồi ở nhà đặt hàng và đợi cá thôi. Phí ship cho Shopee lại ưu đãi rẻ hơn nữa và được cá ship đến tận nhà không tiền luôn. Thêm một cái nữa là nếu như mà dù mình không bảo hành vận chuyển vậy thôi, nhưng nếu có trục trặc thì những đơn hàng sau mình sẽ gửi tặng bù lại cho anh em phần nào đó, coi như là tình cảm anh em giữa người bán với người bán với nhau. Rồi, bắt đầu video thôi nào. Ngày hôm nay thì Atemin đông lạnh đã về. Hôm trước thì hết hàng, cháy hàng một đợt thời gian. Anh em nào cần Atemin đông lạnh thì bên mình đã có trở lại rồi nha. Rồi, thôi rồi. Chào anh em, ngày hôm nay thì mình sẽ có một thùng hàng China cuối cùng của năm. Trời ơi, trời thấy gì đâu. Đây thì đây mình về được HB Red, HB Raw. Đây còn trong bịch. Này, quay khủng luôn. Đợt này về được cỡ 3-40 cặp gì đó. Anh em ưng dòng HB Raw này hãy qua xem. Tí mình cho lên hồ thì anh em thể thấy rõ hơn. Đợt này theo nhận xét từ cái nhìn đầu tiên thì máy có vẻ bầu căng hơn so với đợt trước. Đó, vây thì vẫn rất là ok, anh em thấy không ạ? Phần vây rất rủ đều. Đó, vây rất rủ đều, đặc trưng của thằng rod này. Hoa hồng. Đó. Đợt trước về thì hết khá là nhanh nên đợt này anh em ưng thì tranh thủ giúp mình, đây đợt cuối cùng trong năm rồi. Thấy trống thì rất là gắt luôn. Mình đang quay cái đèn flash tại vì trong cái bịch nó đục quá mình không thể thấy được, phải có ánh sáng xuyên nhờ mới điện thoại mới thấy được. Chứ thực sự màu của nó vây rất là dữ nha. Có cái bịch nó bị đục. Thôi đây không, vây rất là rũ. Đây, nó phần vây rũ và dày. Đậm màu. Đó. Rất là đẹp luôn. Hàng nhập chất lượng cao nha. Mình đã chuẩn bị hồ rồi. Lên hồ thì nó dễ thấy hơn xíu nè anh em. Rồi vây con máy rất là đẹp luôn. Đó. Này rửng còn tơ, rất còn tơ, còn rất là tơ. Quay không cong rủ rượi. Còn cũng trống này nè. Đó. Nói chung hàng thì sẽ đi liền với chất lượng anh em à. Giá cả đi liền với chất lượng. Đúng không? Ưng rất ưng con máy. Máy quay rất là ngon. Này trống này. Trống nhìn phải quay dữ hơn rồi. Mới về cái này còn đang nằm yên quá nhưng mà chúng ta thấy được độ cong và dày cũng như là cái khả năng đứng vững của vây của nó. Đây, để mình kích dục nó một xíu. Đây là phải giờ còn vây rất là đủ rồi. Nói chung thì đang còn rất là bơ. Rồi còn vây nè, ôm sát body. Đó. Vây ôm sát body. Xòe, đẹp trung chảo.
Trời ơi. Đó, đứng hình nãy giờ luôn. Rất là đẹp anh em à. Quay quay đứng hình điện thoại luôn. Đó, thấy không? Cá tơ. Nhìn anh em phần nhiều quay nè. Nó rủ xuống đụng luôn, đụng dưới đất luôn. Còn chuẩn có một con rod mà nhẹ nè. Không thể nào tuyệt vời và đẹp hơn được nó. Đó, quay uốn cong rũ rượi. Rồi rất là đẹp nha. Là đây là đợt cuối cùng trong năm luôn. Rồi con kia nè, đâu anh em thấy không, cái cuốn vây của nó sẽ có một cái độ nhún nhất định làm cho chúng ta cảm giác vây nó rất là dày như là hoa màu gà. Đó thấy chưa, này cái cuốn vây của nó đó. Rồi, quay là căng đứng và ôm sát body con cá đó rất là chuẩn luôn. Mà tiếc là nay mình quay hơi tối mình không thể thả cá ra liền được, này cá nhập mình phải kỹ một xíu, cho nên là thôi quay đợi anh em sai, ngày mai sẽ có clip kinh điển của dòng này luôn đó anh em thấy không. Nhìn như vậy thôi là đã biết cá như thế nào rồi. Rồi còn đợt tiếp theo thì đây là hàng khu lách đuôi khủng đó, trong đợt này vài đợt rồi, đuôi rất là khủng luôn. Anh em nào yêu màu đen mà cần một cặp màu đen mạnh mẽ chơi Tết thì không thể bỏ lỡ được dòng này. Đuôi cực khủng, đuôi rất là VIP luôn. Đã về dưỡng khỏe rồi nha anh em, đuôi cực to luôn. Mỗi đuôi rất là dữ. Ở đây thì mình có một cặp mới về, đây là hàng coi đỏ vây C tay bơ bướm đó, cho vây nó rủ ra ngoài sau anh em à, đã chống vào mái luôn, tay bơ rất là dữ em thấy không, nó phần tay bơ rất dữ luôn, duy nhất một cặp đợt này. Còn bên đây là hàng HP Rod hàng F1 Việt Nam, vẫn đẹp rất xuất sắc. Đó, cá sinh sản tại Việt Nam lanh lợi khỏe mạnh là một lợi thế. Hàng này hàng mềm với hàng nhập là chắc chắn rồi, nhưng mà chất lượng này nó xem đó, cá còn tơ và không thua gì hàng nhập đâu, như bố mẹ là hàng nhập là việc bông C với một cặp em ưng thì dứt liền đó, hàng kim tết luôn, tại bờ rủ rượi vây C kéo rủ ra mà sao. Đó, tại bờ rất là dữ. Đây là hàng con lách đuôi to nè, mình có quay cho anh em xem rồi. Đuôi rất khủng nha. Một trong những dòng đang làm mưa làm gió trên Shopee hôm nay đó, anh em thấy không, đây chính là con Kungon. Đó, Kungon này mình đang khuyến mãi trên Shopee là hàng Kungon full vảy luôn, size tơ và chớm tay bơi màu. Anh em thấy không ạ, tay bơi chớm màu, con mái tay bơi chớm màu đó, vảy trên lưng là dày hết. Hôm qua đã quay clip này rồi và hiện đang khuyến mãi chỉ 50k một cặp, và trên Shopee cũng như vậy luôn. À, rất là đẹp, mái lên vảy full lưng nha. Cái này anh em mà có điều kiện giữ ngoài nắng một xíu là lên rất đẹp. Mái thì anh em nhìn đó, những con mái là nó chớm màu tay bơi luôn. Hàng này là giá thị trường là chất lượng 100k đó, giá 50k giờ tao máy chớm tay bơi hết trơn rồi, chỉ 50k một cặp nha, vào các ship có tại Shopee luôn. Anh em nào mà chưa biết dựng hàng vận chuyển như Shopee giá nào thì mình có để cái link hướng dẫn mua hàng Shopee ở phía dưới anh em xem giúp mình. Rồi, tiếp theo một hàng hot tiếp theo nữa chính là Dumbo Red Tie, hàng tay bơi xanh đó, mà tay bơi cực đẹp này đang được bán trên Shopee với giá mềm mỏng luôn, và được bán tại shop khuyến mãi 50k một cặp. Đó, cá rất là đẹp nha anh em, tay bơi rất là dày màu, đây là size còn rất là tơ và được giá bán được chọn để đi Shopee. Đó, xanh ống ngược một màu cả.
rất là đẹp luôn nha, chỉ với giá 50k. Và những cái loại này mình có để chữ event ở phía sau để cho anh em phân biệt với lại nhận thôi. Cá anh em nhận sẽ cá trong video. Đó, tai bờ rất là đẹp luôn. Cao cặp quá đều rồi. Rồi tiếp theo đợt này nữa mình về vài đây bao nhiêu ta, 3 cặp coi sọt bông tai bơ bướm, tai bơ bướm nha anh em, quan trọng bởi đó coi sọt ri bông sai còn khá là to. Tai bơ rất là đẹp nha, tai bơ dài rũ rượi luôn. Này quay trên hồ side view sẽ đẹp hơn. 3 cặp đó, tai bơ bướm nha, sọt ri bông tai bơ bướm. Đó, cuối cùng ở đây là mình sẽ giới thiệu em dòng coi sọt mắt đỏ super sọt. Nó size uẩn nhuyễn rất là dễ thương. Màu đỏ tươi, coi sọt là sọt mắt đỏ nha, albino sọt. Rồi anh em ơn thì thầy quốc vài cặp về chơi Tết. Thằng này đang rất là hiếm luôn. Body rất là đẹp nha. Đây còn ở đây là hàng sọt, cũng là mắt đỏ luôn, nhưng mà nó không sọt bằng cái gọi hồi nãy. Hàng này thì rẻ hơn nha anh em, hàng này rẻ hơn, hàng này mình đây sale nhanh, còn chỉ còn 500k một cặp thôi. Audio sọc mắt đỏ đây, tướng vẫn rất là đẹp đấy không anh em ạ, không ngắn bằng cái loại hồi nãy thôi, 500k một cặp. Còn những con trống thì đuôi và vây rất là tốt luôn. Audio sọc đây, cái nhập mới về đẻ luôn mấy bạn ơi. Đó. Đây, mấy con mái này đang bầu lắm rồi. Này, cái hồng trống này mình lại hạ ra cho anh em xem xíu. Giờ nó cũng chưa được sung đâu. Rồi còn các loại beta mình vẫn đang bán trên Shopee, anh em có nhu cầu mua thì mua trên Shopee luôn giúp mình. Đó, cá thì mình vẫn có bán trên đó luôn, cả guppy và beta, cả các hàng phụ kiện thì mình có bán luôn. Anh em cần thức ăn hay gì đó thì đều có. Thì trên Shopee thì hôm qua mình mới thêm sản phẩm là ốc táo và cá chuột trên đó nữa. Anh em thắc mắc gì thì có thể nhắn qua Zalo mình có thể hướng dẫn anh em mua trên Shopee. Đó, còn phần phụ kiện mình đầy đủ các máy móc hiện đại. Thiếu cái gì thì anh em có thể ghé vào Shopee, đường link Shopee của shop cá và shop phụ kiện là khác nhau, thì mình sẽ để đường link ở phía dưới, anh em có thể tham khảo giúp mình. Cần cái gì thì mua cái đó, thiếu cái gì thì tùy mình. Và những anh em mà đặt hàng trên Shopee thì cố gắng theo dõi đơn hàng, có trục trặc gì đó thì nhắn lại mình để mình biết, mà mình để tìm cách xử lý với anh em. Vì những đơn hàng chuyển của Shopee hiện tại là cận Tết nên đơn hàng bên nó rất là nhiều, cho nên đôi khi nó sẽ vận chuyển một cách không tốt. Nên anh em, đặc biệt là những anh em đặt hàng cá đó, thì hãy phối hợp giúp mình để theo dõi cái đơn hàng, coi tình trạng đơn hàng nó bị trục trặc như thế nào đó, thì nhắn tin qua mình một cái rồi gọi điện giúp mình để mình kiểm tra và cùng nhau giải quyết khắc phục để cho đơn hàng diễn ra cách suôn sẻ hơn. Rồi lời cuối cùng thì cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh em ở các video kế tiếp. Anh em nào ở tỉnh mà muốn mua hàng thì xem lại clip ngày 21 tháng 12 mình quay rất là đầy đủ. Đó, ngày hôm nay mình sẽ cập nhật những loại mới về thôi, để cho anh em ngắn gọn và dễ theo dõi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em các video kế tiếp.